Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hàn, kênh cập nhật tin tức về các ngôi sao K-pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Lisa đang khiến nhiều người bất ngờ vì hành động của mình. Mới đây thì một khoảnh khắc của Lisa tại sân khấu Bonpin đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể thì nữ ca sĩ đã ghé vào tai nhân viên và nói nhỏ điều gì đó. Nữ nhân viên ngay lập tức rời đi. Không lâu sau thì nữ nhân viên mang đến cho Lisa một chiếc điện thoại di động. Hóa ra thì cô nàng đã nhờ nhân viên lấy điện thoại của fan để chụp ảnh vì thấy fan chụp từ xa quá khó khăn. Hành động của Lisa nhanh chóng khiến nhiều người tan chảy vì quá ngọt ngào và đồng thời ghen tị với bạn fan may mắn kia. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn K-pop khiến nhiều người liêu xiêu vì độ thân thiện và quan tâm fan của Lisa. Mới đây thì Blackpink Lisa đã thể hiện tình yêu với Sabrina Carpenter bằng cách nhảy bài Nanxin. Lisa của Blackpink đã chiêu đãi người hâm mộ của mình một màn vũ đạo đầy mê hoặc dựa trên ca khúc hit Nanxin của Sabrina Carpenter. Được chia sẻ qua Instagram story của cô ấy, video có cảnh rapper kiêm vũ công người Thái Lan khéo léo di chuyển theo nhịp điệu của bài hát pop rất hấp dẫn. Chú thích cho bài đăng của cô ấy với câu nói, lý do ngủ muộn. Điệu nhảy năng động của Lisa là một màn trình diễn quyến rũ về kỹ năng hoàn hảo. Cô ấy tiếp tục với một bài đăng tiếp theo có vẻ là một bài đăng quyến rũ chỉ kèm theo một loạt biểu tượng cảm xúc. Màn khiêu vũ sôi động này được tải lại trên Instagram và đã vượt qua cột mốc quan trọng thu hút hơn 1 triệu lượt xem ngay lập tức. Tiếp tục là một tin tức khác. Vào ngày hôm qua mùng 7 tháng 6 thì Blackpink Jisoo đã đăng một bài đăng trên cộng đồng người hâm mộ Weverse để gửi lời chào đến người hâm mộ. Blink, tất cả các bạn đang làm gì vậy? Bây giờ tôi đã ổn hơn và khỏe mạnh. Đây là bức ảnh tôi chụp lúc bình minh từ nhà. Jisoo cũng trả lời bình luận của người hâm mộ và xác nhận rằng cô ấy sẽ tham gia chương trình tiếp theo trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đang diễn ra của Blackpink. Như vậy là fan có thể yên tâm phần nào về sức khỏe của Jisoo và mong đợi cho những tour diễn tiếp theo của nhóm. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!